Picotin nâng cấp KYC trước thềm Mainnet mở. Chào bạn, chào các Pioneer. Cách đây 2 ngày, P-Network đã bất ngờ bị nghẽn mạng và các Pioneer không thể gửi Pi của mình đi được. Sự cố này đã làm ảnh hưởng rất lớn tới mạng lưới cũng như cộng đồng Pioneer đang hoạt động trên blockchain Pi. Đợt nghẽn mạng này có điểm khác biệt so với các lần trước, đó là người dùng vẫn vào được ví, nhưng khi bấm nút chuyển Pi thì không hoạt động. Sau đó 2 ngày thì VP đã hoạt động trở lại. Picotin cũng thông báo về việc nâng cấp KYC cho toàn mạng lưới và hướng dẫn những điểm sai mà người dùng thường mắc phải. Động thái này không đơn giản chỉ là nâng cấp mạng lưới, phân phối KYC mà nó còn chuẩn bị cho mùa P-Day 14 tháng 3 sắp tới, hay mạnh mẽ hơn là kế hoạch Open Mainnet cho năm 2024. Trong video ngày hôm nay, P-Network Daily xin mời các Pioneer hãy cùng chúng tôi phân tích chi tiết hơn về sự kiện này. Phần 1. VP bảo trì để nâng cấp KYC. Đây không phải lần đầu tiên mạng lưới P-Network bảo trì. Trong các lần trước đây, thời gian tạm khóa và không truy cập được tài khoản thường kéo dài từ 1 ngày đến 5 ngày. Các đợt bảo trì trong năm 2023 là vào tháng 2, tháng 5, cuối tháng 9 và dịp Noel 24 tháng 12. Các lần cập nhật này là do mạng chuẩn bị cập nhật phần kỹ thuật để bắt đầu cho kỳ thi Hackathon và những update mới cho hệ thống. Nếu chú ý thì chu kỳ bảo trì thường sẽ là một quý một lần. Ở lần bảo trì này, chúng tôi ghi nhận từ phía cộng đồng, tất cả các VP đều có thể vào được. Tuy nhiên, nút chuyển Pi thì lại không hoạt động. Đặc biệt hơn, các Binance trong lần bảo trì này cũng có hiện tượng rớt chỉ số đảo mạnh. Sau 2 ngày bảo trì thì mạng lưới đã bắt đầu hoạt động trở lại. Ví truy cập bình thường và giao dịch Picoin cũng quay trở lại như cũ. Sau đó, Picoteam cũng ra thông báo mới liên quan đến KYC. Diễn biến này hứa hẹn một mùa KYC mới trên mạng Pi và những bước cần chuẩn bị để cộng đồng đón chào ngày P-Day 14 tháng 3. Phần 2. Mass KYC sẽ được duyệt tiếp tục. Thông điệp về một đợt chỉnh sửa thuật toán KYC đã khá rõ ràng. Picoteam cho biết dự án vẫn tiếp tục phát triển thuật toán để xử lý các đơn đang bị mắc kẹt vì một sự cố nào đó. Trên thực tế, để xử lý một đơn KYC đòi hỏi chi phí sẽ rất cao, từ 1 đến 5 đô, tùy vào nền tảng thứ ba mà Pi sẽ phải thuê. Điều này cũng đồng nghĩa Pi Network sẽ phải dành ra một số tiền khổng lồ lên tới hàng chục triệu đô chỉ để KYC. Và Picoteam sẽ phát triển một mô hình KYC phi tập trung dựa vào cộng đồng để xác thực thông tin người dùng. Giải pháp này mặc dù hiệu quả nhưng vẫn còn rất nhiều đơn bị treo vì lỗi kỹ thuật. Picoteam cũng cho biết thêm, mỗi bản nâng cấp chỉ tập trung vào xử lý được một vấn đề, nên các đợt KYC bị kẹt cũng sẽ được mở dần cho đến khi các vấn đề đều được giải quyết. Sau đợt KYC này, chắc chắn sẽ có một đợt chuyển Pi Mainnet số lượng lớn để đón ngày P-Day 14 tháng 3. Phần 3. Pioneer bị kẹt KYC sẽ phải làm gì? Đến nay thì số lượng nghẽn KYC vẫn còn tồn tại khá nhiều. Phần lớn là do người dùng nhập sai thông tin hoặc bị lỗi lúc chụp hình. Thông điệp lần này, Picoteam cũng đưa ra các hướng dẫn để giúp Pioneer hạn chế các lỗi trong quá trình KYC, chủ yếu là chuẩn bị giấy tờ, nhập đúng tên theo căn cước công dân và chụp hình đúng yêu cầu. Sau đây, P-Network Daily sẽ hướng dẫn các bạn những việc phải chuẩn bị để KYC lại tài khoản của mình. Các Pioneer hãy lưu lại các điểm cần lưu ý sau đây. 1. Các loại giấy tờ cần chuẩn bị phải đúng chủng loại. Ví dụ, chọn giấy phép lái xe nhưng khi chụp thì lại chụp căn cước công dân hoặc passport. 2. Chọn đúng ngôn ngữ của giấy tờ. Ví dụ, chọn tiếng Việt nhưng trên giấy tờ lại ghi bằng tiếng Trung. 3. Hình ảnh trên giấy tờ phải rõ ràng, tránh bị chiếu sáng, mờ, nhòe. Vì một số loại giấy tờ có ép plastic nên cộng đồng phải lưu ý điểm này. 4. Các thông số nhập vào P-Network phải chính xác so với giấy tờ, như số ID, họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, ngày hết hạn. Khi quay video, phải đảm bảo khuôn mặt của người thật, không quay giấy tờ, không quay ảnh, không dùng điện thoại qua một điện thoại khác. Và chắc chắn, bạn nên dùng một gương mặt của người khác để KYC cho giấy tờ của một người khác. Thuật toán sẽ sớm phát hiện ra, nếu không phát hiện thì nó cũng sẽ tiếp tục treo KYC vì chưa xử lý được. Nếu thực hiện đúng các bước trên, khả năng lần KYC này sẽ được thông qua dễ dàng hơn vì các lỗi kỹ thuật đã được xử lý rất nhiều. Như vậy là chúng ta đã vừa nhìn lại các diễn biến chính của mạng lưới P-Network trong đợt nâng cấp đầu tiên của năm 2024.
Theo bạn thì Pico Team đang tính toán điều gì trong đợt bảo trì này? Có phải là chuẩn bị Urban Manet cho năm 2024 hay không? Hãy để lại comment ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. CryptoLickVN rất vui khi cùng các pioneer đồng hành và khám phá P-Network trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn cộng đồng đã tin tưởng và ủng hộ kênh. Đừng quên để lại ngay một like và subscribe kênh để nhận được các thông báo mới nhất về mạng lưới P-Network. Cảm ơn tất cả các pioneer đã theo dõi đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyên mục tiếp theo.